Ngay sau khi nhận được công điện của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. Theo đó, đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Dầu khí và Than, và việc thanh tra cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng, vấn đề truyền tải điện, thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu việc thành lập đoàn thanh tra và tiến hành công tác thanh tra là thực hiện nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Do đoàn thanh tra tiến hành công việc trong thời gian ngắn, làm việc liên tục kể cả vào các ngày nghỉ, khối lượng công việc nhiều nên cần tăng cường công tác nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu công tác. Các cán bộ tham gia đoàn thanh tra cần dành ưu tiên cao cho công việc.